Dạ, tới đó là giờ là thiếu hụt kinh phí tiếp tục rồi. Dạ. Còn phần thô ở dưới chưa chưa hả chú? Tiền chút kỳ ý rồi nãy chạy tại vì mình đi chùa. Chưa trả tiền hả? Trả tiền chưa? À, tưởng nó về hồi tôi chưa có gian vậy. Chào mừng các bạn đến với kênh Chí Xe Nói Chào các bạn, hiện tại Chí Xe đang có mặt tại chùa Vạn Phước Bến Tre. Chùa Vạn Phước Bến Tre thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chùa Vạn Phước có mặt tiền đường quốc lộ 57B. Từ vị trí chiếc xe đang đứng cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 50 km, cách cầu Gạch Miễu cũng khoảng 50 km các bạn. Đây là mặt tiền đường quốc lộ 57B. Giờ mời các bạn cùng theo chân chiếc xe tham quan khu vực chùa Vạn Phước Bến Tre này như thế nào, và cùng nhau vào bên trong chùa lễ Phật và tham quan nha. Đây là mé bên ngoài cổng chính của chùa Vạn Phước các bạn. Có rất là nhiều ô tô. Hôm nay cũng không phải là ngày rằm, cũng không phải ngày lễ, cũng không phải chủ nhật thứ bảy nha các bạn, mà cũng có rất là nhiều du khách tới đây để tham quan chùa. Đây mình thấy có hai cái bia đá, một bia đá chữ Huệ các bạn, có biểu tượng của một vị tu sĩ đang ngồi. Còn bia bên đây là chữ Tâm. Tâm mở rộng. Mở rộng tâm ra thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Bên đây thì niệm Phật một câu, phước tăng vô lượng. Lễ Phật một lễ, diệt tội hà sa. Còn bia này thì có chữ là chùa Vạn Phước, phước đức Vạn Pháp duy tâm tạo, phước báo bởi làm lành. Thôi mình mời các bạn cùng và bên trong cùng nhau tham quan khu vực bên trong chùa. Đó. Quá đẹp. Mình ở đâu đến hả cô? Dạ, từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây để tham quan. Đó, mau qua giữa chút. Trời ơi, đây có
51k chắc ở Sài Gòn tới luôn. Mình ở Sài Gòn đến hả cô? Dạ, ở Sài Gòn anh. Dạ. Đây là quang cảnh phía trước của khuôn viên chùa này các bạn. Đây có một bia đá tạc hình Phật Thích Ca nha các bạn. Khu vực này rộng lớn lắm các bạn. Nhà chiếc xe mé bên phải trước nha. Rồi bên trong cổng chính mình nhìn ra ngoài, nhìn cái cổng chính màu chủ đạo là màu vàng các bạn. Ở giữa cổng thì có ba vị thần rồng nha. Cổng lớn này dòng cổng cổng tam quan mà giống như bốn ngọn tháp nhô lên cao các bạn. Đẹp quá. Trước mắt các bạn đó là tượng Phật Thích Ca Niết Bàn. Đó là cầu An Lạc nha các bạn. Hai bên cầu thì có hai biểu tượng ngọn giống như ngọn tháp mà các bạn, chắc là đèn hay gì đó không biết. Các bạn nào biết đây là cái gì mình bạn comment cho chiếc xe biết chứ các bạn. Đi qua đây thì để dép bên ngoài. Rồi mà các bạn cùng theo chân chiếc xe vào bên trong tham quan khu vực Phật Niết Bàn nha. Đây mình bước qua đây thì có 9 bậc thang nha các bạn. Mình sang khu vực nơi khác nè các bạn. Tháp màu vàng luôn. Nên có hai vị thần rồng. Trên mỗi lối vào đều có cái các vị thần rồng như thế này các bạn. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
trong video trước thì mình tới đây á, tưởng mẹ Quan Âm chưa có hoàn thiện nha các bạn, nhưng mà nay nhìn thấy đã hoàn thiện rồi. Video trước chiếc xe rất nói rất là chi tiết về ngôi chùa này, còn bây giờ chiếc xe đi và các bạn cùng tham quan lại coi hôm nay ngôi chùa này có gì khác biệt hơn không thôi. Các bạn muốn xem chi tiết thì lật lại video thì trước chiếc xe đăng đó các bạn. Hồ sen phía sau của tượng Đức Phật Di Lặc các bạn, có một vị thần rồng. Và trong miệng của ông rồng có một tổ chim trong đó luôn nha các bạn. Này có hàng trăm lộ hoa lan khác nhau nha các bạn. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ chiếc xe quá nha các bạn. Đây là phía sau bức tượng của Đức Phật Niết Bàn này các bạn. Đẹp quá các bạn ơi, khung cảnh này giống như ở trên trên thiên đình bên nơi xứ sở của Phật đó. Đúng là hổm gài à, cư dân mạng quéo quan nhìn tay nhau gàn nói chùa Vạn Phước Bến Tre trông giống như một bồng lai tiên cảnh được thu nhỏ ở trần gian nha. Trong một ngọn núi với một bàn tay nhân tạo mà của con người tạo nên, mà phải nói nhìn nó hùng vĩ lắm các bạn. Ở trên đó thì có tứ đại thiên vương đang Ma Lê Thanh, Ma Lê Hải với Ma Lê Thọ, Ma Lê Hồng nha các bạn. Bốn vị thiên vương cùng đứng trấn giữ trên bốn ngọn tháp. Dưới đây là cái hồ mà hiện tại là không nhìn thấy cá nha các bạn. Trong ngọn tháp này có một cái hang động. Mình mở hang động cho các bạn cùng xem nha. Hôm trước mình quay thì mình không có ra hang động này. Nơi này là cũng chưa có hoàn chỉnh hả? Bên đây là một cái bảng hiệu rồi có tên như An Lạc. Để mình vào bên trong xem bên trong có gì nha các bạn.
chắc là lẽ là thằng Tài hả các bạn. Thì hãy công đức. Bên kia là An Lạc, còn bên đây là có chữ Thảnh Thơi. Rồi cũng nha, như vậy thôi, giờ mình đi sang khu vực nơi khác này các bạn. Đây là hoa kiển rất là nhiều các bạn. Nói ai là người thiết kế ở khu viên này cực kỳ là đẹp các bạn. Đạt Gia Ba Bà Ha Mạng Đa Ga Án Tất Viện Đô Ba Bà Ha Bà Lô Giết Đế Thước Hoàng Ga Dạ như là chú Đại Bi á các bạn. Nam Mô A Di Đà Ga Ga Dạ Gia Nam Mô A Di Đà Đạt Na Ba Bà Ha Ma Bà Lợi Thân Biết một câu một chữ là một biểu tượng là một vị đều mang sắc tướng hình hài khác nhau các bạn. Hàng trăm loài hoa kiển khác nhau các bạn, đây có cái mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Các loài hoa là mỗi một hoa mang một mùi sắc hình thái khác nhau. Đây chắc để là mấy cái chậu nhỏ nhỏ đi để hoa lan. Các anh đang trải thảm. Còn trong khu viên thì chắc thảm hết luôn hả anh? Facebook vậy? Dạ em đi làm YouTube chứ không phải Facebook. Ở trong cái khu viên này mình biết cái diện tích khu viên này bao nhiêu lớn mà. Chỉ làm hoài giáp thôi hả? Wow, quá đẹp. Hoa này hoa thiệt không có dễ dàng không biết nữa. Hoa thiệt các bạn ơi, các bạn nó đẹp quá.
hòm quá. Rồi mới quay lắm rồi. Trong cái khu viên này mình biết khoảng một lát mà chút bó tay luôn rồi. Vào chốn bồng lai tiên cảnh này. Chỗ hang động nãy mình đi các bạn, động ông thần tài nha. Còn bên đây là chắc có lẽ là ông Phước quá các bạn. Đúng rồi, ông Thần Phúc mình hay gọi là ông Phước. Còn ngày này là ông Thọ này các bạn. Thành Thọ. Và cái ông trong đó là động ông thần tài. Và nhìn cái cổng này các bạn, có hai ông rồng, nhìn uy nghiêm lắm các bạn. Quá trời hoa lan luôn các bạn ơi. Này hoa thiệt chứ không phải hoa giả đâu. Còn là hoa thiệt không nha các bạn. Phải nói là rất là đẹp. Chắc có phải vài trăm loại hoa lan các bạn ơi. Gì vậy anh? Bông tú cầu hả? Có lan anh đang lặt là lan mập, lan gọi tên gì anh? Không biết luôn hả? Quá đẹp. À, tú cầu. 9:45 hả? Ở đây mình là tới đây mình làm cái quả hả?
con giả mà các bạn. Con giả. Đây bên đây là cái văn cái phòng nhà văn hóa phẩm các bạn. Quán đồ quà lưu niệm người kia trong đó đó các bạn. Đây là chánh điện. Hôm nay mẹ Quan Âm đã hoàn thành nghi chính này các bạn. Có tượng Phật Thích Ca rồi ở gốc Bồ Đề nè các bạn. Ngon đồng thành. Ngon đồng thành khổng lồ. Cái này để máy xa chứ máy gần quay không hết luôn à. Leo lên trên phía trên dưới chân của mẹ Quan Âm xem cho các bạn cùng xem ha. Khói hương xin Phật nữ. Cũng còn một số hạng mục thô chưa hoàn thành nghiêm chỉnh đấy các bạn. Phải lên 35 bậc thang nha các bạn. Mấy bên phải có các vì sao nữa các bạn. Sao Thái Bạch, sao Thái Dương, sao La Hầu, mấy cờ sao luôn, sao Kế Đô, sao Thổ Tú, sao Mộc Đức, sao Quan Hớn, sao Thủy Diệu, sao Thái Âm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Vạn Phước ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. Nam mô Dược sư Du Ly Quang Vương Phật.
mấy cây giang là hết. Có mấy cây chắc lẽ là tới thời á, mấy người công đức công quả tao tới thời mới đốt thôi. Dạ, em đi làm YouTube cho mọi người xem. Kênh YouTube Chí Chùa Vạn Phước, Chùa Vạn Phước Bến Tre. Mình đâu mình tới hả cô? Wow, đi đông không? Kênh YouTube Chí Xe TV. Nè, kênh này nè cô. Khắp các tỉnh thành đổ về đây để bái Phật nha các bạn. Nhìn ở bên kia mình nhìn xuống rồi các bạn. Nới rộng ở phía sau nữa các bạn. Xây dựng thêm một khu bên đây, không biết khu gì bên đây nữa. Hôm trước thì chiếc xe đi quay thì chưa có ha, chắc cách đây chắc khoảng 7 tháng à. Giờ này đây phát triển rộng lớn ra thêm rất là nhiều các bạn. Chào cả nhà mình. Chào mấy chị đẹp. Wow, đi hết nổi luôn kìa, vừa cột luôn, vừa tảng đá luôn. Ở đoàn mình từ đâu tới hả cô? Wow, quá xa, mình đi đông lắm hả cô? 16 người. Em đang lấy kim hả? Em đang làm YouTube cho mọi người xem. À, dạ, kênh YouTube Chí Xe TV. Làm YouTube. Đó. Dạ, nè. Dạ, Đồng Tháp ha. Rồi em quay Đồng Tháp cũng nhiều lắm đó, lễ hội Gò Tháp rồi festival quanh à, có quay lễ hội Gò Tháp luôn hả? Ở đây là phật tử của lễ hội chùa Tháp. Chùa Gò Tháp ha. Ở bên Gò Tháp như có cái phiên chợ chiều không? Có chợ quê. Chợ quê khi nào mới tới hả chị? Thứ bảy cuối tháng ha, là tính đến ngày âm lịch ha. Ủa dương lịch hả? Ủa điện thoại nè. Đâu? Có không? Ở trong này nè.
Trong đâu? Trong cái giấy này có mà. À, đi xuống thổi tôi mà. Thì chú biết chú lên chú quay. Thường thường thứ bảy buổi chiều hay buổi sáng chị? Dạ, từ 1 giờ cho tới 7 giờ tắt tới 1 giờ đó, 11 giờ tới ngày cuối tháng hả chú? Ngày cuối tháng của thứ bảy cuối cùng của tháng ha. Là nó nằm chỗ nào hả chị? Ngày thứ bảy 25 chùa. Chùa gì? Chùa Tháp. Chùa Gò Tháp là phiên chợ ngay chùa Gò Tháp ha. Thì em ở Vĩnh Long, em nghe nói hoài mà chưa có dịp quay. Hôm rồi qua quay cái lễ hội Gò Tháp của ông Đốc Minh Kiều đó. Là cái chợ nằm cái đó luôn hả? Thì ông ngoại vô là tới đụng trước người tới cái cổng. À rồi, chứ này nhất định phải tới đó quay mới được. Dạ cái kênh YouTube Chí Xe TV đó. Điện thoại chị có mạng không? Đâu mày mở YouTube lên để chỉ cho. Mở YouTube lên. À. Bà nói tên cái nhảy lên liền gì đó. Đâu, YouTube đâu? Đây. À, đây. Ủa làm yếu hẳn ta. Thank you.
mình cái Phật Quan Âm mình hoàn thành rồi hả chú? Chú nhớ con không? Hôm trước con ở đây có trò chuyện chú, ví dụ lúc có xây chưa có hoàn thành, mới có cái đài sen lên à, cái này cũng nhanh hả chú? Dạ, tới đó là giờ là thiếu hụt kinh phí tiếp tục rồi. Dạ. Còn cái phần thô ở dưới chưa hả chú? Bây giờ đâu có lên trên được hả? Giờ lên đó được. Cái đó hay cái gì? À, lên cái đó đó. Cái chân chân mẹ là không có lên được. Chưa có làm gì chân, đâu có lên được. Dạ. Có cầu thang đó. Dạ dạ. Có bàn đó. Dạ. Bây giờ hết kinh phí mình tạm ngừng. Dạ, khi nào đủ kinh phí thì dạ dạ. Cảm ơn chú. Chào em bé. Xin chào. Con gì? Cá bơi hả? Có thấy con cá nào đâu? Con cá nó bơi. Trước là khu vực chai đường đó bạn, hạn á, ở đây có đẩy cơm chai miễn phí ngay các bạn, ai khách tới tham quan ai muốn ăn thì ăn, giờ nào cũng có cơm, sáng cũng có, chiều cũng có, mà ngày rộng cũng có, ngày thường cũng có nha. Đây có cái góc ngoài bự quá. Thức ăn nha. Con chào mấy cô. Mình con đi quay YouTube cho mọi người xem cái chùa mình như thế nào. Mấy cô ở đây làm cái này mình củ cải muối hả cô? Còn mình làm gì ăn cô? Cái này đem nhào nước mình xào với xả ớt cô. Xào xả ớt ngon lắm. Cái này mình nấu canh mặn cũng ngon lắm. Dạ lên luôn. Dạ lên cái mấy người quen á, tôi lấy tàu có bữa đó, rửa chén có bà nghe cười chết, có mình tôi à. Mấy bà kia đứng dậy ra có mình tôi ngồi. Rồi dưới này lên nữa. Lên nữa. Lên nữa. Họ. Mấy cô là khách dạ. Đi chùa quá hả? Dạ. Mình là từ đâu đến hả cô? Hóc Môn. Hóc Môn hả? Dạ. Từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây mình Củ Chi. À Củ Chi. Khắp các tỉnh thành đến đây để tham quan viếng chùa. Đi xe đò. À đi xe đò. Để hỏi rộng có nhân. Cái con này ở cái kêu hỏi rằng con đi Dông Đa là chợ Tân Phú á. À. Đó rồi ngay em thì ngay cái từ Hóc Môn. Xuống đây xong. Nhưng mà em đi xe đò xuống thì em đi xe ôm như đây. Vậy hả? Xe ôm như đây. Xe đò xuống ngay chỗ nào? Xe ôm xuống ngay với chồng trơm rồi đi kêu xe ôm xuống đây à, nhiêu tiền không biết nhiêu tiền luôn á chút kỳ ý đi ông hỏi đi
kêu đi à. Rồi nãy chạy. Tại vì mình đi chùa. Chưa trả tiền hả? Tại đi chùa giờ ai ăn gì mình trả. Trả tiền chưa? Chưa. Anh hỏi anh cho tiền trả không? À, à tưởng như vậy hồi tôi cho có gian về. Ba bốn người cũng được. Con xe bự mà. À em xe bốn chỗ. À. Xe ôm có 200 à. Rồi gặp ba chiếc xe tivi nè. Chiếc xe tivi cho có gian về tính 400. Thì mát thiệt, như sướng thiệt, nhưng mà mình đi xe ôm mình đi vòng ngắm cảnh mình dạ. Nhưng mà đi xe ôm có thể buổi sáng sớm á, sáng sớm hoặc chiều mát á thì đi thú vị lắm. Mình còn giấc trưa này nắng nóng lắm. Vậy là chúng ở trên đó hả? Dạ, con ở Vĩnh Long. Vậy có đi chợ tường giùm không mà biết hết à? Con đi quay YouTube khắp nơi. Dạ tỉnh là con cũng đi hết. Dạ. Con là chiếc xe TV nha. Thôi chào mấy cô em đi chỗ khác nghe. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Trong kia là bếp nấu ăn nha các bạn. Còn đây là cái bàn này để dành khi khách nhiều quá thì dọn ra đây cùng ăn uống ở đây các bạn. Nhưng có lẽ bây giờ chưa có tới giờ cơm nha. Rồi mình mời các bạn cùng theo chân chiếc xe sang một khu vực khác nha. Còn bên đây là khu vực của nhà tổ các bạn. Lúc mai đẹp quá. Tới đây Viếng Thăm thì mỗi khu vực như thế này mình sẽ để giày dép ở bên ngoài nha các bạn. Để giữ nơi trông nghiêm cho sạch sẽ nha. À, đây là khu vực nhà tổ đây các bạn. Trước mặt các bạn thì đây là Phật Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một ông tổ lớn là tổ sư Đạt Ma các bạn, đứng ngoài chiếc dài lớn nó bằng được cặp bằng lỗ rồi. Khung cảnh ở đây vừa là trang nghiêm nhưng mà thật sự rất đẹp các bạn, để thu hút hàng triệu lượt khán giả mỗi năm nha các bạn. Khắp các nơi trong tỉnh thành đều tụ về đây, trước là tham quan lễ Phật, sau là viếng thăm cảnh chùa, rồi phần tiếp theo nữa có thể chụp hình review phong cảnh rồi đó các bạn. Rồi mời các bạn cùng mình theo chân chiếc xe của mình cùng sang khu vực khác nha. Wow, đây cái này độc lạ luôn các bạn ơi. Đây là một chú công nha, con chim công hay chim hoàng gì mình không biết nha, mà tự con chim công.
rất là tuyệt vời luôn các bạn. Tối đa 5 người lên nhà ngủ. Càng gỗ nha mình. Lên trên luôn cho các bạn cùng xem bên đây có gì nha. Vậy thôi, không có gì trong đây các bạn. Khi mình đi dạo ở đây xong rồi, trưa nắng quá mình nghỉ mệt, mình tới đây mình nghỉ mình nè. Bên đây ngồi nghỉ mát nha. Lúc này mà xứ rất là nhiều các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Di Hồng. Cái gì là háng này cũng chưa hoàn chỉnh nha các bạn. Hôm trước mình thấy cũng vậy, giờ cũng vậy nha. Đây là háng Trường Mi các bạn. Các vị này là một trong những đệ tử xuất chúng của Phật Tổ Như Lai nha các bạn. Đây là La Hán Phục Hổ. Ông này dễ nhớ nhất nha các bạn. Dưới chân ông có Phục Hổ nè. La Hán Trường Mi hồi nãy thì có cái đôi mi dài. Đây là ông La Hán Hàng Long, có con rồng. La Hán Tỉnh Tọa, La Hán Kỳ Tượng. Tượng là con voi nè các bạn. Mấy cái me bự không các bạn. Hồ này diện tích cũng rộng các bạn.
nhưng mà bốn góc thì có long lanh quy phụng chấn giữ bốn góc nha các bạn. Ông Long Lanh nè các bạn. Còn ở bên kia thì mình thấy ông Quy nha. Để mình đi ra giữa cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin like các bạn. Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ để cho nhiều người cùng biết đến cái ngôi chùa Vạn Phước. Đây có lẽ là vị thánh tăng các bạn. Đó, bên đó là chim phụng nha các bạn. Bên đây là long nè. Ở bên kia thì lăng và quy chấn giữ bốn góc hồn như thế này. Nam mô Tăng Đầu Lô Tôn Giả Thánh Tăng Sivali Ban Phước Lộc. Lời cầu nguyện tài lộc giống nào người đã gieo trồng quả ấy sẽ trổ cho ông bội phần. Như người làm thiện ăn cần, quả lành sẽ trổ đặt ăn lại gì. Con người hành ác khắc chi khổ đau là quả, tránh đi đường nào. Đức Sivali danh cao cầu xin tài lộc sanh vào cho con. Nam mô Thánh Tăng Sivali. Chiếc xe cũng đã đi giáp khu vực của chùa Vạn Phước Bến Tre này rồi nha các bạn. Và chiếc xe xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một like, bấm vào nút đăng ký kênh. Và thì xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nha.